Nhiều anh em hỏi cái bộ dây cao áp của con Morning ấy, nên mình quay video cho anh em nhé. Đây, hàng xịn chính hãng này, tem nhá, vỏ hộp này. Một bộ của nó sẽ bao gồm 4 dây anh em nhé, 1, 2, 3, 4 này, tẩu sạc cắm này, cắm này. Đấy, này, trên dây này nó sẽ có cái mã số này. Đấy, mã này, logo này, Hyundai Kia nhá. Đấy, nên một bộ của nó sẽ bao gồm 4 cái nhá. Nên anh em mình, nếu anh em mình có nhu cầu thì cứ tiến hành alo trực tiếp cho mình hoặc là inbox ở dưới phía dưới phần video ấy, mình sẽ lên đơn đặt hàng và gửi cho anh em nhé. Hàng xịn chính hãng đấy. Cảm ơn cả anh em nhé.